Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Video clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đối tượng Path Object, cách lưu trữ dữ liệu từ dưới app Android truyền lên trên Path database của thằng Path. Thì chúng ta sẽ mở lại cái bài tập đang làm. Thì nếu như bạn nào lần đầu tiên vào thằng Path thì các bạn chuẩn bị cho tôi như sau: đăng ký cho tôi một cái tài khoản trong thằng Path, login vào và các bạn vào một Go to your apps. Các bạn tiến hành một app mới. Ở đây tôi chọn cái Path Online Khoa Phạm VN là cái app mà bài tập mình đang học đây. Các bạn có thể đi vào một core. Thì bạn thấy là hiện tại là tôi đang có cái khóa học tại khoa phạm và tôi có dòng dữ liệu là trên Android. Thì các bạn xem lại video clip lần trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách nhúng thằng Path vào trong app. Và trong hàm onCreate tôi có hướng dẫn cho các bạn cách tạo một đối tượng rồi như thế nào. Thí dụ tên khóa học là lập trình Android. Thành ra bạn thấy là khi vào thằng Path, bạn thấy nó có sẵn cái giọng ở đây. Rồi, thôi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp ngay bài tập này nha. Tôi nhắc lại, nếu bạn nào mà chưa làm được tới đây thì bạn xem lại video clip trước, video hướng dẫn tích hợp thằng Path vào trong app. Rồi, tôi đi tiếp nha. Thì trước khi đi tiếp thì các bạn bỏ cho tôi ba cái dòng này đi. Chưa lại cho tôi hai dòng này. Thì đây là dòng để mà kết nối vào thư viện của thằng Path. Rồi, chúng ta bắt đầu. Để lưu trữ dữ liệu lên database của thằng Path, các bạn có thể làm như sau. Thứ nhất, các bạn đi vào trong cái app mình đang đứng nha, Path Online. Các bạn mở thằng Docs trong một cái tab mới. Docs là cái nơi mà tập hợp tất cả các cái hàm của thằng Path và nó hướng dẫn cho mình. Các bạn kéo xuống, bạn nhìn trong cái nhóm là Android. Các bạn có thể đi vào một Guide hoặc là Tutorials. Ở đây tôi vào một Guide nha, trong nhóm Android. Và tất cả những gì trong thằng Path nó sẽ nằm ở cột bên trái. Thì tôi khuyên bạn, khi mà bạn học bên trong thằng Path, bạn không nên sử dụng code mẫu bạn dán vào bạn chạy, pass vào bạn chạy. Tại vì những cái bài lab của tôi đã có hướng dẫn đầy đủ code của nó rồi. Nhưng mà tôi khuyên bạn nên học bằng cách là bạn sử dụng thư viện đang có ở đây. Để mà thí dụ sau này thằng Path nó thêm thư viện hoặc là nó sửa nội dung ở trong đây thì bạn tự bạn xem được. Hoặc là bạn ra công ty mà đi làm, nếu như công ty bạn không dùng Path mà nó dùng một đối tượng nào khác thì bạn cũng tự xem thư viện của nó để bạn làm nha. Rồi, bây giờ để tạo ra một cái đối tượng để mình lưu trữ lên server của thằng Path, các bạn nhìn qua bên trái, các bạn chọn cho tôi cái nhóm tên là Objects. Các bạn chọn vào Path Object, bạn nhìn qua bên phải. Thì các bạn kéo xuống đi xíu, nó hướng dẫn cho mình cách save một cái object. Save object có nghĩa là nó đưa cái object này lên server. Công thức của nó là như vậy. Nó tạo một cái biến có nghĩa là Path Object. Nó put dữ liệu vào và nó save lại. Đấy, bây giờ tôi thử nha, tôi save lại. Rồi bây giờ tôi quay lại Android Studio trong hàm onCreate. onCreate ha. Tôi test thử là nó chạy không đó nha. Dán vào. Đấy. Bây giờ ví dụ như tôi muốn quản lý danh sách sinh viên đi. Tôi sẽ tạo cái bảng tên là sinh viên. Mỗi sinh viên thì tôi sẽ có là họ tên. Ví dụ sinh viên này là Nguyễn Văn Tèo. Rồi. Sinh viên này sẽ có năm sinh. Ví dụ tôi ghi là 1987. Rồi. Tôi có thêm cái cột là giới tính thống nhất với nhau, ví dụ như là true là nam, còn nếu mà false là nữ. Và sau đó tôi gọi sao lại và cái tên biến này nè, đặt tên để mình hiểu nó là sinh viên nha, đặt tên SV đi. Đấy, SV. Như vậy là đây là đoạn code mà tôi vừa mới thiết kế. SV là một cái tag object. SV có nghĩa là cái bảng tên là sinh viên. Thì bảng sinh viên sẽ có 3 cột: họ tên, năm sinh, năm sinh và giới tính. Và đây là cái hàng đầu tiên của nó. Thì sau khi bạn cấu hình xong, bạn save in background. Rồi bây giờ tôi run thử app này nha. Run. Tôi chọn mấy ảo nha, 5 chấm. Đấy, bạn thấy nó chạy hoàn tất xong xuôi rồi ha. Không có gì chìa xa hết thì chỉ đương nhiên rồi. Bạn cho nó xem background thôi. Thì bạn muốn kiểm tra thì các bạn có thể đi về bên phía thằng Path. Các bạn refresh F5 ha.
Đấy, bạn thấy nó thêm một cái bảng tên là sinh viên. Nhấp vào bảng sinh viên thì bạn thấy mình có là họ tên, năm sinh, giới tính. Mình có thể thay đổi thứ tự các cột này bằng cách bạn nắm tên cột bạn kéo qua kéo lại. Hoặc nếu cột nó ngắn quá thì bạn để ngay giữa cột bạn kéo nó ra thì cột nó sẽ dài thêm. Thì năm sinh, giới tính, họ tên là ba cái cột mà mình thiết kế. Và đặc điểm của thằng Tạc là cứ mỗi dữ liệu, dòng dữ liệu bạn đưa vào nó sẽ cấp cho bạn một cái object ID. Thì đây chính là cái primary key đó. Thí dụ để phân biệt giữa các học sinh với nhau thì mình dựa vào cái object ID này. Create date là ngày tạo. Ngày tạo cái dòng này, ngày cập nhật cái dòng này và cái phân quyền của cái dòng này được phép làm cái gì. Đấy, thì nó cho mình biết là ngày tạo là ngày insert nè. Và cái ngày chỉnh sửa cuối cùng. Đấy, và ba quan trọng nhất là ba dòng này. À như vậy chứng tỏ là ba cái dòng này chạy thành công. Và bạn nhớ luôn, đây chính là cách mình đưa dữ liệu từ app lên server. Rồi, bài học nó chỉ có như vậy thôi, lý thuyết như vậy thôi. Bây giờ tôi chỉnh sửa tí xíu. Bây giờ tôi cho khách hàng chủ động người ta nhập họ tên, năm sinh, giới tính luôn nha. À, thì bây giờ để cho nó ngắn gọn nha, tôi bỏ bớt giới tính ra đi. Rồi, tôi cho khách hàng nhập họ tên, năm sinh thôi, cho nhanh nha. Rồi bắt đầu. Tạm thời cái dòng này nè, tôi cắt hoặc là bạn rang nó lại, chú thích nó lại, không chạy nữa nha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm cái app, tôi cho khách hàng nhập họ tên, năm sinh vào. Rồi bắt đầu, tôi đi qua bên activity main xml, tôi kéo hai cái đối tượng để khách hàng nhập liệu vào đây. Plain text thứ nhất tôi cho đứng ngay giữa ha. Plain text thứ hai ngay giữa xuống tay. Rồi cái thứ nhất thì tôi qua bên tag, tôi chỉnh cho nó cái width là khoảng 200 dB. Rồi tôi qua là bên design, cái width thứ hai tôi cho nó bằng cái thằng thứ nhất nha. Đấy, rồi double click vào cái thứ nhất, đặt tên là edit text họ tên, enter, yes. Double click vào edit text thứ hai là edit text numption. Đấy, ok. Bây giờ tôi nắm cái button kéo qua. Button này có tag là save, ID của nó là button save, enter. Tôi muốn là khi bấm vào save nó lấy hai cái thằng này, nó đưa, nó insert, nó lấy và nó insert một cái dòng dữ liệu lên trên server, lên trên thằng Max. Sau đó nó xóa trắng đi để khách hàng người ta nhập tên mới vào. Tiếp, thao tác tiếp theo của tôi sẽ là tôi làm ánh xạ nha. Tôi có cái edit text, edit họ tên và edit năm sinh. Rồi tôi có một cái button save, tôi đặt tên ha. Rồi bây giờ trong hàm on create tôi sẽ tiến hành thao tác là ánh xạ nó. Thì cái edit họ tên nó là một cái edit text. Nó chính là edit text họ tên. Rồi cái năm sinh nha. Năm sinh. Tiếp tới cái button. Button. Button save. Đấy, đây là thao tác ánh xạ. Rồi bây giờ tôi kéo xuống tí xíu. Sau khi tôi kết nối với thằng bạc, tôi sẽ viết code cho cái nút click save. Là button là save, set on click listener, nhấn enter. New view on click listener. Đấy, internet enter nha, để nghe cái chỗ mà nó báo màu đỏ nè. Internet enter, các bạn chọn implement methods và các bạn chọn on click view. Ok, nếu mà nó không tự phát sinh ra thì bạn phải làm như vậy nha. Còn nếu mà nó phát sinh ra hoặc on click thì bạn cứ vậy mà làm tiếp. Thì tôi đang đứng trong cái hàm là on click, thì trong on click của thằng này chắc tôi sẽ gọi cái đoạn code này ra đây lên đây ha. Đấy, thì mỗi lần click vào thì nó sẽ tạo một cái sinh viên trên server. Thì trong đó Nguyễn Văn Tèo nè, là nó sẽ lấy từ cái
EDT, họ tên chấm, viết text to string. Tương tự, nam sinh sẽ là EDT, nam sinh, viết text to string. Rồi, thì bạn nhớ là trên server thì là cái cột EDT nam sinh này chính là kiểu số nguyên integer. Nhưng mà ở đây tôi vẫn để thử string ha. Thì sau khi nó save xong thì bạn có thể xóa trắng nó cho ta sao lại, cho ta nhập lại. Nhưng mà khoan, tôi cứ thử nha. Go, run nữa nha. Ok. Rồi, thử nha. Trần Văn Tuấn 1995 save. Thì bạn thấy là khi bấm save xong thì chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà tôi cứ thử nha. Tôi quay lại bên thằng Tạc. Các bạn bấm vào sinh viên, hoặc là các bạn nhấn F5 để mà mình refresh cái màn hình này lại. Rồi, bạn thấy là thằng Trần Văn Tuấn nó chưa có vào. Có thấy là do cái chỗ mà cái năm sinh nó là kiểu number. Number. Bây giờ test thử nha. Ví dụ tôi để ở đây là kiểu 1995. Say lại. Rồi tôi đang thử nha. Lê thì cẩm tú 2000. Save. Ok, bây giờ tôi quay lại bên em Pax. Bên sinh viên ha, tôi refresh. Đấy, ở đây là thầy Cẩm Tú vô đây nè. Năm sinh là 1995. Đó, như vậy thao tác tiếp theo thì bạn có thể là sau khi bạn lấy string này về, bạn có thể ép nó về dạng số. Ví dụ như là int 5 int ns ha. In ns của tôi sẽ là edit nam sinh get text to string để đặt cái chuỗi và giúp ép những cái chuỗi này về dạng số pass int đấy biến khối này nha. Rồi thì ở đây tôi sẽ truyền vào biến ns, hoặc là nguyên cái cụm này bạn thả vào thay cho cái ns cũng được. Thì sau khi nó insert xong thì tôi xóa trắng đi để khách hàng biết người ta nhập tên khác. Ví dụ như là edit họ tên set text, set text mới nha, chữ rỗng nam sinh. Rồi chờ thử nha bạn. Ok, ta thử nha. Trần Văn A 1995 save. Đấy, bạn thấy là sau khi xe xong thì tôi gán hai chữ rỗng thành ra là giống như nó xóa trắng vậy đó. Trần Văn B 1998 save. Rồi bây giờ tôi kiểm tra nha. Tôi quay về bên Tax đang đứng bên sinh viên nha. Tôi F5. Đấy, bạn thấy ngay Trần Văn A, Trần Văn B có năm sinh là 9598 đó, insert vào database. Như vậy thì đây là cách mà tôi insert dữ liệu từ app và tôi lưu trữ trên database của thằng Tax mà tôi không cần phải lập trình web. Tôi sử dụng ngay cái hàm của thằng Tax. Và tôi nhắc lại phần quan trọng nhất là cái code mà khi mà bạn tạo một cái object, bạn hút dữ liệu cho cái dòng đó và bạn gọi save in background. Cảm ơn bạn đã theo dõi video clip.